Dạ, sau đây em xin phóng sanh tiếp tục hồi hướng cho anh Khổng Tường Phát, chị Hoàng Thị Oanh và anh Dũng và những vị đã mất trong cái dịch bệnh Covid-19 này ạ. Đây là tôm, cua, cá đầy đủ hết. Nước chảy quá anh ơi. Nước đang rút nha anh chị. Còn một con ốc đá. Có mẹ Minh. Và đây là những cái chú bạch tuộc. Em cũng sẽ phóng sanh luôn. Đây có một con sam. Hai con. Này sam đực. Trăm cái. Trăm cái. Em phóng sanh luôn. Bạch tuộc hả? Hồi. Rồi phóng sanh luôn. Dạ, bạch tuộc xuống nước bơi rất đẹp anh chị nhìn nha. Đó. Mỗi lần nó đi là nó tạm biệt là phun lại một cục mực.